Rồi, xin chào tất cả mấy anh em nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mấy anh em cách thay cái bộ dây điện sườn cho chiếc xe Dream nha anh em. Đây là mình đang có cái bộ dây điện sườn mới đây nha. Là chiếc xe Dream. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mấy anh em cái cách thay cái bộ dây sườn, và mình sẽ chỉ ra cái sơ đồ trên cái thực tế trên cái đường dây này nha. Cái chức năng từng cái vị trí chân dắt của nó. Thì đây là con xe Dream. Thì khi mà anh em thay cái dây sườn á, thì các bạn muốn tháo cái dây sườn cũ ra dễ, cái này là mình tháo hết rồi nha. Thì anh em cầm kéo, anh em cắt ngang đây, thì chúng ta rút đầu này đầu kia là xong rồi. Thì chúng ta lấy ra rất khỏe nha. Còn bây giờ mà để mà chúng ta ráp cái bộ dây sườn mới này vào á, thì đây là cái đầu dắt ở phía sau đuôi nha. Thì anh em cứ bẻ ngược lại, đúng không? Rồi chúng ta dắt từng cái vào. Đó, vì cái lỗ này nó nhỏ thì mình cứ dắt xong cái này vào thì tới cái này ha. Đấy. Ví dụ như mà anh em muốn bỏ vô á, thì bắt đầu anh em bỏ này vào, chúng ta rút vào, rút xong rồi chúng ta bỏ tiếp từng cái dắt vào. Đó. Còn đây là cái dây điện mà nó có cái con rờ le đề, mà con rờ le đề tròn á, cốc đề tròn thì nó xài hai cái dắt rồi, chúng ta dắt cũng khỏe nha, nó gọn. Còn đối với những cái xe mà nó xài con rờ le vuông á, cốc đề vuông á, thì nó cái dắt nó hơi to, thì anh em phải rút chân ra. Chúng ta rút chân ra rồi chúng ta lấy cái dắt nó bỏ vô sau nha. Các bạn rút bốn cái chân ra xong rồi cho anh em đút vào, rồi chúng ta quên kia ghim cái dắt vô sau. Còn nếu không á, không rút dắt được thì anh em rút cái cốt treo máy này ra. Chúng ta rút một cây này thôi, xả một con ốc mà treo cái máy nè. Con dưới chúng ta nới lỏng ra, còn con cây này chúng ta rút ra. Các bạn đè cái máy cho nó xà xuống một xíu. Chúng ta đun vô cho nó cũng dễ hơn nha. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip này để cho mấy anh em mới học nghề chúng ta tham khảo cái đường dây điện của xe Dreamway nha. Và cái anh em nào muốn tự xử làm tại nhà thì cũng tham khảo này chúng ta làm thử nha. Thì bây giờ mình sẽ chỉ ra cái từng cái vị trí, cái màu dây, cái đường đi của cái dây bố dây sườn của xe Dream này nha. Thì chỉ thực tế trên cái dây này thì anh em sẽ nắm rõ hơn, đặc biệt là với những anh em mà chưa biết về cái hệ thống điện xe máy nha. Thì đây là cái bộ dây, cái đầu mà phía mà bên có cái dắt quy này nè, để nằm bên kia nha. Mình tháo luôn cốt ra. Thì bây giờ mình sẽ nói sơ qua từng cái dắt cho anh em biết luôn đã. Khi mà ráp vào xe á, thì đây là cái vị trí cái dắt mâm lửa lên nè, đúng không? Có bốn dây nè, bốn dây nha anh em. Đó, mâm lửa lên dây, mà cái dây đen sọc đỏ nè, và cái dây đen sọc đỏ là cái dây lửa nha. Còn cái dây mà sinh dương sọc vàng là cái dây kích. Còn cái dây mà màu trắng là cái dây sạc. Còn lại cái dây màu vàng là cái dây đèn nha anh em, cái dây cung cấp đèn đêm á, đèn. Thì riêng cái dây sạc và dây đèn này thì nó chạy thẳng vào cục sạc nữa nha. Đây là cục sạc nha. Còn đây là cái dắt sạc nè. Cái dắt sạc thì nằm phía bên kia nha anh em, ở bên chỗ bình ắc quy này. Còn đối với những xe quay thường là nó nằm ngay chỗ góc này nha. Thì nó nằm ở vị trí nào nó quan trọng. Nhưng sau anh em mà thấy tháo cục sạc mà thấy nó ghim ở đây bốn dây này nè. Đó, cái dây màu vàng nè, dây trắng là dây từ với mâm lửa lên nha. Mâm lửa đây nè, đúng không? Đây mâm lửa nha anh em, đây nè, mâm lửa đây, mâm lửa dưới máy lên đó. Còn đây là cái dây của cái motor đề nha, dây motor đề. Thì hai cái dây này á là từ một dây là từ bình ắc quy nó chạy thẳng vào đây, được chưa? Một dây mát á từ cho cọc bình ắc quy nè, trên cọc bình ắc quy nó có hai cọc nè, cái dây màu xanh đây, được chưa? Nó chạy thẳng vào đây, và nó có ra đây, nó có thêm một cái dây nhỏ để làm gì em biết, anh em biết không? Cái dây nhỏ này cũng là dây mát, nhưng mà nó sẽ dây mát này á là nó đi rải cùng với cái bộ dây hết ha. Chỗ nào có dây màu xanh là nó sẽ có một cái dây mát đây, được chưa? Xanh lá cây này thì nó là dây mát. Anh em thấy mà cái chỗ nào mà có dây màu xanh lá cây là dây mát nha. Và nó có thêm một cái dây màu xanh lá cây chúng ta kẹp vào cái sườn nữa. Đấy nha anh em, kẹp vô sườn nè. Nếu mà xe mà không kẹp vô sườn là mình sẽ chạy nó cà giật nha, không có được đâu nha. Nó phải có kẹp vô sườn.
cho nó bảo đảm nó đầy đủ mát của nó. Thì đó là cái dây mát. Rồi bây giờ mình sẽ nói cái tiếp tục hồi nãy cái dây, hai cái dây dưới mâm lửa lên nè. Dây màu vàng đây nha, dây màu vàng từ mâm lửa nè, chưa, nó chạy lên cái công tắc mở đèn nha, nha anh em. Sau đó mình sẽ đây nè, lên cái công tắc mở đèn ở đầu này nè, đó, anh em thấy không, cái dây màu vàng nè, đó, thấy chưa, nó ghim vào cái công tắc nha, công tắc bên này nè, này đây, nó chạy thẳng qua đây nè, đó anh em thấy không, cái dây màu vàng ở bên cái công tắc mở đèn nha. Đó, sau đó anh em bật đèn lên, chúng ta sau đó anh em bật đèn lên thì nó sẽ cho ra dây màu nâu nè, mức bật ở mức 1 thì nó cho ra cái dây màu nâu, đúng chưa, màu nâu thì nó sáng cho cái đèn đồng hồ. Đó, sáng cho mấy cái đèn mà cái đồng hồ mình sáng nè, ở đồng hồ nó có dây màu nâu nha anh em, đây nè, đây đó, màu nâu nè, nó sáng đồng hồ và sáng cái đèn sương mù nha. À, màu nâu là nó đi ra cái đèn sương mù chỗ này nữa, đèn này nè. Đó, thì anh em thấy chỗ cái vị trí cái đèn này nó có một cái dắt ra, nó có một cái dây màu nâu nha, và cái dây màu nâu nó đi ra phía sau cái đèn đuôi nữa nha anh em. Đó, còn khi mà anh em bật tới mức thứ hai, đúng không, anh em mà bật qua mức 2 thì nó sẽ cho ra cái dây màu nâu sọc trắng nha. À, màu nâu sọc trắng nè, anh em nhìn kỹ cho mình nha. Đó, nâu sọc trắng nha. Đó, đó là màu nâu màu sáng sọc trắng nha anh em. Thì cái dây nâu sọc trắng này á, nó sẽ chạy qua cái công tắc cốt pha nha. Đây nè, đây, đây là cái dắt của công tắc cốt pha này, đúng không, đây nè, dắt công tắc cốt pha này. Đó, sau đó anh em bật pha thì nó sẽ pha thì nó cho màu xanh dương, còn chúng ta bật cốt thì nó cho ra dây màu trắng nha. Đây, đó là cái dây màu vàng nha. Và cái dây màu vàng này á, khi mà từ đây á mà nó chạy lên tới cái đầu đèn cái công tắc thì nó có thêm một cái ngã ba chia, nó chạy vào đây nha anh em, nó chạy vào cục sạc nè. À, vô cục sạc này nè, đúng không, nó có ngã ba nha, nó sẽ chạy vào, mục đích nó vô cục sạc này là nó ổn áp cái hệ thống đèn nha anh em. Khi mà mình kéo ga mạnh lên thì nó không có cái dòng điện, nó không có vượt mức, nếu mà cái dây này mà không nối cục sạc á thì nó sẽ đứt bóng đèn nha. Như vậy xe mình mà đứt bóng đèn là nó không cục sạc hết rồi, hoặc là cái dây nó không có tiếp xúc với cục sạc, đứt ngang ở chỗ này đó. Còn cái dây màu trắng từ mâm lửa lên nè, đúng không, dây trắng từ mâm lửa lên thì nó chạy thẳng qua cục sạc nha anh em. Đó, nó chạy thẳng qua cục sạc luôn á, nó chạy thẳng qua cục sạc để nó sạc bình. Rồi bây giờ mình sẽ nói tiếp là cái hệ thống đánh lửa nha anh em. À, cái đường dây của hệ thống đánh lửa nha. Thì hệ thống đánh lửa là nó có hai cái dây với mâm lửa lên nè. Dây đen sọc đỏ. Dây sọc đỏ và cái xanh dương sọc vàng nha. Xanh dương sọc vàng là dây kích nha anh em. Đây nè. Đó, xanh dương sọc vàng là dây kích. Thì hai cái dây này nó là chạy thẳng vào cái dắt IC nha. Đây nè. Đây, cái dắt IC đây nha. Thì cái dắt IC nằm ngay vị trí stream là nằm ngay vị trí này. Đầu quay cũng nằm đây luôn nha anh em. À, đây là cái dắt IC nha. À, đây là cái dây kích này, dây kích là xanh dương sọc vàng nè. À, và cái dây lửa, dây lửa nằm dưới này, đây, đây nha nè, là đen sọc đỏ. Cái dây này với dây này là từ dưới mâm lửa chạy thẳng lên đây nha, được chưa? Đó, anh em nhìn kỹ cho mình nha. Đây nè, cái dây này nè, xanh dương sọc vàng và đen sọc đỏ là hai dây này từ dưới mâm lửa chạy thẳng vào đây. Chưa? Còn cái dây này là dây mát nha. Dây mát thì nó xài chung. Dây mát là nãy mình nói rồi là từ trong cái con này đi ra nè. Nói chung là từ đây từ bình nó quy nó xài chung mát, tất cả là mát chung. Lỡ mà cái dây mát này mà nó đứt, nó không có mát ở trong này thì anh em nối trực tiếp vô sườn cũng được nha. Tại vì nó có cái dây trên đầu này nó có một cái dây sườn nối vô đây. Nhưng mà nối chung hết. Mát thì chúng ta gắn chỗ nào cũng được hết trơn á. Rồi còn cái dây đen sọc vàng nè. Cái dây đen sọc vàng là cái dây mua bên sườn nha, chạy vào cái mua bên sườn anh em. Đây là cái dắt mua bên sườn nè, mua bên sườn nó cũng có hai cái dắt, một cái là dây vàng sọc đen và dây mát nha,
Quang sọc đen là từ con IC này nó chạy ra nè. Đó. Nó vô mình sườn đánh lửa. Rồi cho ra cái buri. Rồi, còn cái dây mà ở dưới cái xí này nè. Đúng không? Thì cái dắt IC này là nó có là 6 chân nha, nhưng mà cái chân ở giữa phía trên này á, nó không có dùng nha anh em. À, cái chân ở giữa mà chân phía trên này nó không có dùng, nó chỉ dùng chân dưới. À, dùng chỉ 5 chân. Như vậy cái chân mà nằm dưới này nè, dây đang sọc trắng này, thì cái dây này á là nó chạy lên thẳng của ổ khóa nha. Đó nè, đây là cái dắt ổ khóa nè. Anh thấy không? Dắt ổ khóa đây. Đó nè. Đúng không? Đó, dắt ổ khóa đây. Thì trên cái dắt ổ khóa này nó có một cái dây mát nữa. Khi anh em mà tắt khóa, đúng không? Tắt khóa là cái dây này đã nối qua cái dây này là tắt máy nha. Đó, cái dây này mà thì nói chung là nó mà nó nối ra mát một đây cũng là mát đây. À, chứ cái dây này chúng ta mà đem đụng cái sườn này cũng tắt luôn. Cho nên là khi tắt máy là cái dây đang sọc trắng này nó sẽ nối vô cái dây này. Được chưa? Đó. Rồi khi mở khóa lên là hai dây này tách ra nó mới nổ máy được. Thì hai dây tách ra thì hai dây nối lại, dây đỏ và dây đen nối lại nha. À, đỏ từ bình nó quy nè, dây dương từ bình nó quy á. Dây dương từ bình nó quy, bật khóa lên nó sẽ nối cho ra dây màu đen. Màu đen này nguồn sâu khóa. Đó. Rồi đó là cái dắt IC nha. Còn đây nữa. Rồi bây giờ mình nói tiếp là cái mạch nguồn ổ khóa nha. Mạch nguồn ổ khóa cho anh em hiểu luôn nè. Đó. Thì đây là cái cầu chì nha anh em. Cầu chì. Đây nè. À, cái dây màu đỏ đây bình nó quy nè. Được chưa? Thì trong cái cọc bình nó quy này nó có một cái dây màu đỏ nha. À, trong này có hai dây này nè. Nó có một dây đỏ nhỏ. Nó chạy ra đây. Được chưa? Rồi, nó thông qua cầu chì, nó chạy thẳng về ổ khóa nha. Và nó trên cái đường đi này nó có một cái ngã ba đi vào cái cục sạc nha anh em. À, bọc sạc để cho cục sạc nó chạy, nó sạc ngược ra vô bình nó quay lại. Chưa? Rồi, từ đây nó có một cái dây màu đỏ trong này nè, nó nằm ở trong dây màu đen này. Nó qua cục chì. À, cái dây màu đỏ này nó chạy vào cục chì, sau đó là nó sẽ đi lên ổ khóa nha. Đây, nó lên ổ khóa nè. Anh em thấy không? Màu đỏ này. Như vậy cái màu đỏ này là lúc nào cũng có điện nha. Lúc nào cũng có điện. Đó. Thì khi anh em bật khóa lên, bật khóa thì nó cho ra dây màu đen. Thì cái dây màu đen này nó sẽ đi cung cấp cho còi là một xi nhan, đèn xi tốt, đề nha anh em. Đó, và đèn báo số nữa. Bây giờ cái dây màu đen này nó cho đi nè. Việc đầu tiên là nó cho ra, mình cho ví dụ như mình cho ra cái cục chớp xi nhan trước đi. Đúng không? Nó cho ra cục chớp xi nhan đi, màu đen nó bật khóa lên. Cho chớp xi nhan. Sau đó điện nó vào cục chớp. Chớp xi nhan nó chạy ra cái dây màu xám. Được chưa? Màu xám thì nó chạy thẳng về cái công tắc xi nhan, ngược lại. Đây. Nó chạy lên cái đầu này, công tắc xi nhan này. Đó, đây, nó chạy thẳng vào cái công tắc xi nhan của mình luôn. Được chưa? Như vậy là cái công tắc xi nhan của Honda á là cái dây màu xám nghe. Cái dây mà vào công tắc á là dây màu xám. Khi anh em bật qua bên phải là nó cho ra cái màu xanh da trời lực. Xanh da trời, đây nè. Đúng không? Rồi khi anh em bật qua bên trái thì nó cho ra màu cam nha. Đó. Đây là cái phần xi nhan nha. Đây nè. Dây màu xám nó chạy vào công tắc xi nhan. À, cái đầu này là nó ghim lên chỗ vị trí công tắc xi nhan nha. Anh em mở đầu đèn là thấy cái chân này nó sẽ đi vào công tắc xi nhan á. Bật qua bên phải là nó cho ra màu xanh da trời, còn bật bên trái là cho màu cam. À, thì nó đi cung cấp dương xi nhan. Được chưa? Thì ra xi nhan nó chạy về xi nhan của cái đồng hồ, xi nhan trước xi nhan sau luôn. Đó. Và cái màu đen này tiếp tục nó sẽ cho về cái công tắc xi tốt. Ở đây là công tắc xi tốt tốt chân nha, ngay vị trí tốt chân mình nè. À, ngay chỗ này đây nó cho màu đen nè. À, màu đen này là anh em đạp thắng một phát, là khi đạp thắng là nó sẽ dính vô đây. Ở chỗ này nó có một cái công tắc xi tốt nối vô đây nha. Khi anh em đạp cái thắng xuống nó sẽ cho ra dương. À, dương lúc này là chuyển qua màu xanh lá cây sọc vàng nha. À, xanh lá cây sọc vàng nó chạy thẳng về cái đèn đuôi, nó sáng đèn. Thì lúc đó cái đèn đuôi của mình nè, nó có sẵn hết rồi. Anh này cái đèn đuôi đây. Anh nè. Anh em thấy không? Anh nè. Đó, xanh cây sọc vàng. Nó có sẵn dây mát luôn rồi, nó sáng. Đó, như vậy phía đuôi mình nó cũng có cái dây nè.
đây là dây xích tốt nha, sinh cây sọc vàng là dây xích tốt nè. Còn cái dây này xi nhan bên phải, tiếp tục dây màu cam là xi nhan bên trái, và cái dây màu nâu là đèn sương mù. À, đây là đèn lái nha anh em. Ở đèn lái hồi nãy mình nói là cái dây màu vàng mà vào công tắc á, bật mất một con cho ra dây màu nâu á. Ở đèn lái đó là chức năng của cái vị trí của này đó. Đó rồi, bây giờ tiếp tục là mình sẽ nói cái mặt còi đúng không. À, đây là cái mặt còi nữa, tiếp tục nó cho ra dây màu đen chưa, màu đen này nè, thì nó chạy vào cái giắc này. Cái giắc này nó chạy cũng chạy là ghim về cái công tắc ngay chỗ công tắc còi luôn á, được chưa? Ngay vị trí công tắc còi anh nè. À, anh em thấy mà anh em lùng cái dây từ trong nút còi ra là chỗ nào có dây màu đen là nối vô đây đó. Đó, cái màu đen này á là nó chạy vào cái nút còi. Sau đó anh em nhấn nút còi. Nhấn nút còi là nó cho ra cái màu xanh đục chuối nha. Anh nè, là cái dây còi nha. Anh thấy không? Nói chung là khi nào mà anh em mà nếu mà thay dây điện mà nó không trùng cái giắc, nó không trùng cái giắc mà anh em chỉ biết được cái màu dây là được rồi nha. Cứ màu đen vô nút còi thì bấm nút còi cho ra cái màu xanh lục chuối nha. À, xanh lục chuối. Đây nè, anh em thấy không? Đây là cái giắc của cái còi nè. Một cái dây màu xanh lá cây là nó dây mát, nó có sẵn rồi. Bây giờ nó cấp nguồn thôi. Đúng không? Đó, nhấn nút là nó cho ra cái màu này ra, thì cái còi nó kêu. À, mình hiểu được cái màu dây là anh em sẽ làm được hết nha. Mình không cần cái giắc à ghim vô, mình cứ sai thấy mà nó sai màu là không được. Anh em cứ phát hiện ra cho nó đúng cái màu đó được rồi. Rồi tiếp tục là cái đèn, đây là cái giắc của cái báo số nha anh em. Cái báo số xe rim thường có hai dây thôi, như vì nó hai số, đèn mo và đèn số stop nha. Đó. Đó nè. Thì ở trên cái đèn mo đồng hồ mình á là nó có cái dây màu đen. Đúng không? Đó, trên đồng hồ mình là có dây cái bóng đèn đồng hồ á. Trên đồng hồ mình là có cái bóng đèn số 0 và bóng đèn số 4. Thì khi bật khóa lên là nó cấp nguồn cái dây màu đen vô bóng đèn trước. Nhưng mà chưa có mát, thì mát là mát từ ở dưới cái này lên nè. Cái báo số mình nó quẹt mát. Nếu mà nó quẹt cái dây số 0 thì cái dây xanh cây sọc đỏ. Còn nếu mà quẹt số 4 thì nó màu hồng này. Đó, nó quẹt dây nào thì nó sáng đèn số đó nha. Đó. À, đó là cái mặt, còn lại cái mặt tiếp tục. À, tiếp tục cái dây màu đen mà khi bật khóa lên nữa thì nó chạy vào cái cốc đề nha anh em. Cốc đề này. Đây. Đề đây nha. Đây nè. Màu đen này. Đây là cái cốc đề nha. Hai dây này vô cốc đề, với là hai dây nhỏ rồi nè. Cốc đề có 4 dây á. Được chưa? Màu đen này nó vào cốc đề. Đúng không? Thì khi anh em cấp nguồn rồi cấp cái mát ở đây. Đó. Thì ở trên cái nút, ở trên cái nút đề của mình á. Trên nút đề của mình á là có một cái dây mát. Đúng chưa? Cái dây mát nó chạy vào của nút đề nha. Đây nè. Dây mát nó lên, nó chia ra nhiều nơi nha. Thì anh em cứ nghĩ là trên cái đầu đèn đó là nó có những cái dây mát quá trời đó, nó chạy thẳng vào cái nút đề luôn. Được chưa? Sau đó nó nhấn nút đề. Nhấn nút đề thì nó cho ra cái màu đây nè. Tại dây mát đây. Nói chung là chỗ nào có dây mát hết đây, nó hướng đi theo cặp á. Đây. Đây nè. Được chưa? Cái dây mát nó chạy vào nút đề. Anh em nhấn nút đề thì nó sẽ cho ra cũng là dây mát luôn, nhưng mà mát vàng sọc đỏ nha. Cũng là mát nhưng mà mát vàng sọc đỏ. Chưa? Yeah. Thì mát vàng sọc đỏ này nó sẽ chạy về cái cốc đề nè. À, lúc này nó sẽ có cấp nguồn sẵn đây rồi. Thì cốc đề nó nhảy. Nó nhảy thì nó sẽ nối hai dây lại nha anh em. Nối hai dây lại. Thì cái dây này là bên mình nó quy nè, còn dây này chạy thẳng ra cái motor đề nè. Cái dây mà đỏ sọc trắng nó chạy về motor đề. Chưa? Yeah. Thì motor đề nó có mát sẵn rồi, nó sẽ đề máy nổ. Đó. À, đó là cái mình giới thiệu cho anh em cái phần cơ bản của đường dây điện nha. Còn cái mạch, à đây là còn cái dây báo xăng nữa. Đây báo xăng đâu rồi, đi coi. À, đây là cái dây báo xăng nha anh em. Đây nè. À, đây cái mạch báo xăng nè. Cái này là nó ghim vô cái thùng xăng nha. Cái dây này là nó ghim vào cái thùng xăng. Thì trên cái đồng hồ mình á, ở trên cái đồng hồ báo xăng á, anh em nhìn nè. Anh em nhìn cái đồng hồ báo xăng nha. Đây này nó có 3 dây.
có 3 dây nha nè. Đó, hồ này giờ nó có 3 dây. Một dây đen là dây nguồn sâu khóa này. À, và cái dây xanh dương sọc trắng và dây vàng sọc trắng nha. Đó. Thì một dây cấp nguồn vào cái báo xăng. Và hai dây là hai dây mát. Có nghĩa là một dây lên dây xuống á, kim lên kim xuống nha nè. À, cấp nguồn ở đây. Thì hai cái dây màu vàng vàng sọc trắng và xanh dương sọc trắng á, thì ở chính là cái thùng xăng nó chạy lên nha. Đây nha anh em, cái giác cái này. Cái giác cái thùng xăng nè. Nó sẽ cấp mát nè, hai dây này dây mát nha. Đây là mát vào cái báo xăng nè. Ở trong cái báo xăng mình á là nó có một cái dây mát chạy vào cái thùng xăng đúng không? Thì lúc đó nó sẽ chạy ra hai dây mát. Đó. Dây lên dây xuống á, nó chạy thẳng về cái đồng hồ báo xăng nó hoạt động nha. À, đó là cái phần điện cơ bản của cái hệ thống xe rim nha anh em. À, bây giờ mình sẽ đun dây mình ráp vô nha. Ở nha, và cái video của mình đến đây kết thúc nha anh em. Xin chào tất cả mấy anh em nha.